Xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình, và hôm nay chúng ta sẽ mẹ ơi tiếp tục làm tiếp cái này. Chúng ta nên đi kiếm thêm cái này, và mình vẫn giữ nguyên trạng cái từ lúc từ cái tập trước đó. Thì chúng ta sẽ đi kiếm thêm cái kiếm thêm một tí cái kia ha. Ồ, ta kiếm thêm tí hạt giống. Chờ tí mình điều chỉnh đi đã. Ok, ta sẽ ra kia. Woo, chính gà. Còn quên mình có xô nước. Đây mình sẽ chỉ các bạn cách kiếm nhanh. hơi tụt tí phải. Sẽ để ở đây vậy. Ok, cho nó rớt tí nào. Rồi. Hết đây, đưa hết đây, đưa hết đây, đưa hết đây. Đây, rồi. Chúng ta sẽ làm cái này thiệt là nhanh nè. Và mình đã có ý định đi mai thêm một tí xíu. Tí xíu nữa. Có gì không ta? Thì mình sẽ chạy vèo về kiếm chỗ mai. Mình vẫn chưa có cái farm gì cả. Rồi. Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mang thêm một xô nước, tí đồ dùng và phát đi tìm mai rồi. À đây này, chúng ta có tí xương nè. Giờ cái xương này thì đây là bột xương, và nó có tác dụng đẩy nhanh quá trình lão hóa. Mời các bạn xin chụp. What the fuck? Thì các bạn có thể thu hoạch sớm hơn. Thì mình đã có một cái gọi là cái này bị gì này. Ôi. Ồ. Đã thiếu gì cả. Đây sẽ là một cái chung đúa. Và chúng ta đã có ba cái này, và chúng ta có thể, nếu mà bạn có farm này thì bạn có thể ép lum la đây thành ra cái bánh mì, và yep, chúng ta sẽ được một cái thành tựu sắc đầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ lên được cái này nữa, hai cái, một tí đồ sắt nha. Thì chúng ta nên để dành đồ sắt, vì sắt nó có hạn, nên mình cứ lấy một đống này ra đi. Đấy, thêm cái này nữa. Kìa. Đồ dùng. Cùng tên. Sắt. Hay, và chúng ta có thể đi thông ad được rồi. Rồi, để lên. Đây thì các bạn có thể thấy, nhìn trên góc màn hình thì có thể thấy là cái tọa độ y của mình là đang ở 58, 59. Thì mình cần, nếu mà cần kim cương thì chúng ta có thể xuống sâu hơn tí nữa. Tầm 15 hoặc 50 á. Hay 15 hoặc 50. Để lên. Không ai muốn coi mày đào một cái thứ làm nhảm mày cả. Rồi.
Ê, có tiếng gì đó là lạ phải không? Có tiếng gì là lạ không? Hình như còn một cái hang nữa đâu đây. Rồi, mình còn nghe thấy là tiếng skeleton nữa. Lại lên nào, lại lên, lại lên. Hai cái thôi hả? Khi các bạn mà thấy gì có ít quá thì bạn nên đó đào xung quanh một tí, thì thường nó sẽ bạc thì nó sẽ đứng thành ở thành một chùm khoảng tầm 4 cái, 3 4 cái gì đó. Có khi một cái nếu bạn xui xẻo. Ok. Ở đâu ta? Cái tiếng đó cũng đâu đây thôi. Có khi nó ở cái hang hồi mình tìm được cái mob spawner. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, đào phát dính luôn, mình chuẩn vãi. Ok. Buồn vãi. Hình như là để con skeleton bắn chết con zombie nó rớt ra cái đĩa nhạc phải không? Buồn vãi cái đái ra. Hello. Ấy da. Bắn kiểu quá. Cái đầu này như hơi bự phải không? Ta da, đầu Optimus. Mình phải lấy thêm thức ăn. À đây còn đây. Hello. Hello. Chiến binh. Trời ơi. Trời ơi, chơi gì trời dưới tối mà. À, một đống dầu ăn vô mặt rồi. Nó bắn hết vào mặt mình thế này thì mày hiểu mình nói gì không? Bắn hết vào mặt thì chắc không hiểu đâu hả? Ok. Mình nên làm cái kiếm sắt. Rớt. Ui. Ôi, con đó cũng là con bắn cung luôn à. Mẹ. Ok, chúng ta làm hốt lẹ cái đống này. Nhiều vãi, nhiều vãi cái đấy. FPS nó lâu tụt 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 tụt. Mình có đào phim heo luôn. Ê. Nó thật cũng có đào tí, làm gì ghê thế, lắc ghê thế. Vậy đó hả? Cái thằng này chôn ăn à? Mỗi chỗ cục thế à? Bữa vãi. Ok, và chúng ta đang ở đâu ta? Thì phần 58. Chúng ta sẽ làm tí đồ chơi vậy. Ok. Chỗ này nó dừng nữa rồi nè. Hello. Hello. Hello.
Hello. Hello. Ok. Hello chơi vô. Cái cuốc này xong thì mình sẽ là lấy cái cuốc sắt và làm cái cúp chứ không phải cái cuốc, cái cúp. Vẫn chưa hư. Mình hồi trước mình nhớ là có cách để nhìn được cái số lần còn lại để của số lần sử dụng còn lại của cái cúp á mà quên mất tiêu rồi. Bíp bíp. Đờ mờ con cá. Gì vậy? Yep, trời đang mưa. Hang ngõ nhiều thế à. Lên 71 lại rồi, có lẽ chúng ta sẽ không tìm thấy được kim cương ở đầu này đâu. Đi hồi là quên đường về luôn, thề. Đào cho đi luôn cái cây này đi vừa. Các bạn thấy thì đào bằng cái này rất là nhanh đấy không? Đào bằng cái sắt rất là nhanh. Đào tí thôi lượn. Mình muốn đào với cái này và sau này tính xây sau ấy. Có sắt. Quái nào đường kiểu gì nhỉ? Thế nào đây cũng là đường cụt mà. Hoặc không. Ê, được rồi đấy. Để lên. Đi. Rất là nhiều đường ở bên này. Cũng có khá sắc nữa, có khá sắc nữa. Tốt quá. Mình sẽ bỏ qua mấy cái đạn mai của mình nhá, mình sẽ đi mai vòng này gặp lại sau nhá. Ok, sẽ đánh dấu chỗ này lại vậy. Mình vừa bị rớt xong mẹ bị... buồn như con rán ai quên buồn như con chuột chuột. Ok, chỗ này lên là 37. Thì sẽ có cái gì dưới đây nhờ. Ê, lạ nha. Có đất à? Đúng rồi á, mình muốn nó sâu hơn tí xíu là ok á, sâu hơn. Nói giùm tao luôn đi. Kìa. Lại lắc. Ok. Yeah. Thôi, xuống đó ngu gì xuống đó. Mình đâu có ngu, mình chơi khôn, mình không có ngu nha, không có ngu. Ê, nhấn làm nút thì có biến. Wow, nhiều sắt quá. Mình phải cẩn thận, các bạn phải mỗi khi đi mấy cái này phải cẩn thận, không là quên luôn đường về nhà đấy. Trên đường đi chúng ta nên đặt lại mấy cái này đi ha, để chúng ta chắc chắn là chúng ta đặt lại mấy cái này để cho nhìn lạ với cái môi trường xung quanh đó, để chúng ta phải biết chắc chắn là đây là đường về nhà. Ok, được quẹo này. Ok, rồi. Ta sẽ ok trong này. Xuống vậy đá. Mình thấy rất là may mắn khi mình hút được cái seed này, mình đã đang nói lần thứ hai đấy.
có cái skeleton trên kia, có cái mine shaft dưới này. Phải đọc mine shaft không? Không, chỗ này mình nhớ đường, tại vì có một đường thôi. Wow. Cái động bự vãi. Mình đang hơi bị rè đúng không? Nếu các bạn thấy đang hơi bị rè thì mình sẽ chỉnh cái này lại thì nghe gì nữa không? Ý à, mình giảm luôn cái tiếng của máy tính mình đi. Ok ạ, bớt lắc chưa? Hey, tiếp tục. Thấy gì không? Các bạn thấy gì không? Thấy gì không? Cái đó cũng là một cái... Ôi, con ngựa. Ây, không phải con ngựa, mình không bắt trước hết. Thằng nhóc. Mình mồm. Ây, tránh ra, tránh xa tao ra. Khi cái có mấy cái mà ti ti Surprise motherfucker, motherfucker. Sao sâu dữ vậy? Trời ơi, mấy cái mineshaft này. À, từ bình thường mấy cái mineshaft nó không bao giờ ít. Nó không có ít đâu nha, thì nó thường thường nó dài lắm luôn á. Cái mục tiêu thường đến mấy này là lấy cái đống này và sẽ tìm được một số gọi là cái rương. Cái rương bạn nên tìm thấy cái rương sẽ có một tí đồ chơi hay. Đi một nhà nhỏ thôi, ý là đi ít trong này thôi, vậy nên đi ít thôi. Lạc đường là hết về luôn đấy. Nói thiệt luôn, lạc đường là hết về luôn. Mình sẽ đi trong đây một tí, hy vọng. Ê, nhìn này. Nhìn này, cái thứ vô dụng nhất trong Minecraft. Chào mừng các bạn đến với cái thứ vô dụng nhất. Đây là cục xít. Thì tiếp tục thôi. Tiếp tục. Wow. Bạn nên nghe theo lời khuyên của mình. Một là mấy bạn đã có đủ đồ nghề. Hoặc là nếu không thì các bạn không nên đi quá sâu trong cái khu vực này, vì rất khó để tìm đường về trong khu vực này mấy bạn ạ. Mình bây giờ thực sự là chắc chỉ biết lần theo cái đường What the fuck. Wow. Wow, thực sự mình, nhưng mình chưa tìm thấy cái này bao giờ. Vâng, duy nhất một cái, thường thường cái này nó chả bao giờ đi sau chùm. Cái này chả bao giờ đi sau chùm thì phải. Đây là ngọc lục bảo. Yep. Yeah. Nếu mà các bạn tìm thấy một viên chắc chắn sẽ còn nữa, bởi vì trong nó thường xuất hiện xem một khu vực luôn á. Nên các bạn, mà cái này nó cũng tự tự như là vàng thôi. Ngọc lục bảo cũng tự tự như vàng thôi. Nó cũng thuộc dạng hơi vô dụng tí xíu. Mịa. Đây, sẽ đi tiếp. Đừng về nó đúng không? Tớ tưởng mày là ngọc lục bảo chứ. Ủa, cái này rồi. Có gì đó không? Không. Không. Đi hồi lại con mở lên luôn. Luôn không đi, nó sẽ lượn lại. Ủa, tưởng về đâu rồi? Ê, lượn lại thôi. Mobber, mobber.
biết mình đào này làm gì ở, có vẻ là một tí thì nó có là để cho đẹp. Được chưa, ok chưa, ok chưa, thôi rồi vẫn tụt nhưng mà ok. Ê, qua đây thì mình quên mất đường về rồi nên mình phải dùng surprise. Ooh, motherfucker no. Oh, fuck yo yo, một đống đồ như thế này chúng ta không thể nào chết được. Ok. Dislike nhiều lắm vì chả có ai coi mình đi mai đâu. Đây, đây, cửa, về nhà, đi ngủ. Đây, bye bye.